Chào các bạn đã đến với kênh ẩm thực Việt của Ngọc. Hôm nay mời các bạn cùng vào bếp với Ngọc để làm món chân gà ngâm sả tắc nha mọi người. Cái này sau khi làm xong, chân gà chúng ta vừa giòn, ngon, chua chua ngọt ngọt, kích thích vị giác rất là ngon các bạn. Mời các bạn cùng vào bếp với Ngọc để làm món này nha. Đầu tiên thì Ngọc dùng 1 kg chân gà loại bự nha các bạn. Các bạn lựa chân gà loại to thì nó có nhiều thịt ha, gồm có tắc, sả, ớt chuông nè. Đối với chân gà các bạn làm sạch trước khi các bạn luộc nha. Đầu tiên thì Ngọc sẽ bắt một nồi nước lên để chúng ta luộc một chậu đây 2/3 muỗng đường nè, một xíu bột ngọt, một xíu muối. Sau đó các bạn sẽ nấu sôi lên thì các bạn sẽ cho cái chân gà này vào các bạn luộc nha. Lưu ý là các bạn khi luộc thì các bạn mở lửa lớn nha, để cho cái chân gà chúng ta nó sôi đều lên và nó chín thì nó sẽ giòn hơn. Và sau các bạn mở lửa riu riu ha, và chúng ta luộc đến khi chân gà chín thì chúng ta sẽ vớt ra ngâm vào thau nước đá nha mọi người, để cho chân gà của chúng ta nó sẽ giòn. Và sau đó thì chúng ta mới đi cắt móng, chúng ta chặt miếng vừa ăn ha. Nếu các bạn chặt trước các bạn luộc thì chân gà chúng ta nó sẽ không còn cái độ giòn nhiều đó, và nó không còn cái độ ngọt nữa. Sau khi luộc xong thì các bạn sẽ vớt ra để ráo, và các bạn bỏ vào ngăn mát tủ lạnh trong vòng khoảng 2 giờ đồng hồ cho cái chân gà nó săn lại trước khi các bạn sơ chế ha. Đầu tiên thì Ngọc sẽ đi làm cái phần ớt chuông này. Các bạn có thể không dùng ớt chuông cũng được, tuy nhiên có ớt chuông thì ăn nó sẽ giòn và ngon hơn nha các bạn. Và ớt chuông này thì nó không có cay ha, nó chỉ có hơi vị nồng nồng, nhưng ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn. Các bạn sẽ sắc lá hay là sắc tha miếng cao được. Ớt chuông này các bạn sẽ sắc và sợi như thế này nha các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ lần lượt sắc cái phần sả nè, phần tắc nè thành những khoanh ha. Còn tắc thì các bạn sẽ ít thôi, tại vì các bạn để cho nó vào ngăn mát tủ lạnh trong 2 ngày thì các bạn sẽ nó tạo ra cái vị đắng không ngon. Đa số thì ở đây Ngọc dùng chân gà ngâm sả tắc thì Ngọc chỉ dùng cái phần nước của trái tắc hay là trái hạnh này nè các bạn, chứ chúng ta không có dùng nhiều nha các bạn. Các bạn ăn cay thì các bạn sắc thêm ớt. Ở đây Ngọc dùng khoảng 2 trái ớt ha. Cái này nó rất là cay nha. Sau khi chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị cái phần nước tắc nha các bạn. Ở đây Ngọc dùng với 1 kg chân gà, Ngọc dùng khoảng 300g trái tắc, cái hạnh này nha các bạn. Các bạn vắt nước và các bạn sẽ bỏ cái phần hạt này đi. Với chúng ta thu được khoảng 1 chén nước tắc như thế này thì các bạn dùng 1 muỗng cà phê muối và 1 chén đường, cộng thêm là 1 chén nước ha. Các bạn sẽ đánh đều lên cho nó tan cái phần nước sốt này. Lưu ý là chân gà ngâm sả tắc ở đây Ngọc dùng không có dùng thêm bất cứ gia vị gì ha các bạn, chỉ tạo độ chua chua ngọt ngọt từ cái nước tắc này thôi. Thì khi các bạn ngâm á, chân gà cho thấm vào ăn rất là ngon luôn. Các bạn sẽ trộn đều cái phần nước tắc này vào chân gà, sau đó các bạn sẽ cho hết cái phần mà tắc nè, sả nè, ớt nè vào, chúng ta cho vào, chúng ta trộn đều lên và chúng ta xóc đều cho cái phần nước sốt này nó thấm đều vô chân gà. Chúng ta ngâm khoảng 45 đến 50 phút ở bên ngoài thì các bạn cho vào một cái thố hoặc là các tô nào đó, các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh và các bạn để khoảng 1 đến 2 ngày thì các bạn hãy ăn. Thì lúc đó các bạn sẽ cảm nhận được cái độ giòn, độ chua chua ngọt ngọt của chân gà nó thấm vào nhau rất là ngon luôn các bạn. Cái này các bạn có thể ăn với muối tiêu chanh hoặc là các bạn ăn với muối tiêu xanh cũng đều rất là ngon luôn các bạn. Các bạn nhìn nè, từng cái chân gà trắng ươm giòn sừng sụt luôn ha. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Chào tạm biệt.